Rồi, ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mận Gamer, anh em ơi. Yeah. Rồi, ok anh em ơi, thì gần đây thì anh em ta vừa hay gặp những tình trạng là cái Sam nó đang update và chúng ta không có vào chơi được. Thì mình nhận được một số yêu cầu, nhận được một số câu hỏi của anh em là nhắn tin qua Discord nè, nhắn tin qua Facebook có, nhắn tin trên YouTube vẫn có ha. Là bây giờ cái Sam nó bị như vậy thì làm thế nào để vào chơi game được ha. Thì đơn giản thôi anh em ạ. À, chúng ta chỉ cần giả một cái IP không phải là IP ở Việt Nam thì chúng ta vào được thôi. Đó, mình sẽ chỉ anh em luôn ha. Để cho anh em có thể sau này mà cái Sam nó có bị lỗi đó thì anh em cứ vào anh em làm y chang như mà được nha. Đây. Hai. Đây nha. À, thì hiện tại khi mà anh em vào cái Sam nha thì đây là anh em vô cái Sam nha. Anh em vô cái server của mình đúng không? Rồi anh em bấm vào chữ lay thì nó để là cái game với pro e not gì đó anh em ạ. Giờ xíu nó hiện lên một cái lỗi đó. Error connect to the update server, có nghĩa là để là cái Sam này nó đang update cái server cho nên là không sử dụng được. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em khắc phục cái này ha. Nó đơn giản lắm anh em ạ. Là đầu tiên anh em sẽ vào cái cửa hàng lay cho mình, cửa hàng lay gọi là set lay đó. Rồi anh em bấm vô cái kính lúp này ha. Anh em tìm cho mình một cái dòng là VPN Funcare IP. Đó, nè, anh em enter một cái, nó sẽ hiện lên những cái này đúng không? Nó hiện lên là rất là nhiều cái đúng không? Anh em chọn cho mình cái là đây, hơn 10 triệu lượt tải đây mà. Kiwi VPN đổi IP vào mạng nhanh ha. Anh em chọn cho cái này. Rồi anh em bấm chữ cài đặt cho mình. Ha, rồi. Nó rất là nhanh anh em ạ, rất là nhanh, mình sẽ chỉ anh em rất là lẹ luôn. Đó. Rồi, nó cài cái này rất là nhanh, không ảnh hưởng gì đến đến cái máy đó, rất là lẹ luôn, nó có máy mì. Rồi, sau khi mà xong ha, thì nó hiện lên chữ mở luôn nè. Ở đây nó hiện lên chữ mở, đang kiểm tra vấn đề bảo mật nè. À, kiểm tra xong thì nó bấm chữ mở luôn cho mình nha. Rồi, thì sau khi mở xong, đây là cái giao diện của nó. Và đây là để giờ chưa kết nối đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ anh em nè. Anh em đầu tiên là anh em click vô cái ba gạch ở trên cùng ha. Anh em chọn vô cái là... đây chọn máy chủ ha, chọn máy chủ rồi nó sẽ quảng cáo mấy giây đó này mà. Rồi mình tắt đi ha. Rồi nó kêu mình chọn cái máy chủ mới nè, thấy không? Ở đây nó có rất là nhiều máy chủ nha. Và vẫn thường hay dùng những cái máy chủ bên Mỹ á, anh em dùng máy chủ bên Mỹ nó sẽ ok rất là nhiều, ví dụ như là United States nè, ở phía tây nước Mỹ nha. Rồi anh em bấm chữ kết nối. Lúc này nó để là đang kết nối nè, thấy không? Khi vào mới kết nối nè, anh em bấm chữ ok nha. Rồi, bây giờ nó đang hiện nè anh em ạ. Rồi ha. Đó, anh em bấm vô đây nè, đây nó để là đã kết nối nè ha. Thì sau khi mà kết nối xong á, anh em để ý nha, ở trên cái cùng của anh em nó có chữ là có cái ô hình chữ nhật là VPN. Thấy không? VPN nè, thấy không? Đó, anh em có thể bấm vô chữ là xem địa chỉ thử. Nó sẽ hiện ra nè, đây, đây là địa chỉ của Việt Nam và đây là địa chỉ thật nha, đây là địa chỉ thật nè. Và đây là địa chỉ ảo nè, đó, và nó đưa mình qua bên Mỹ nè, qua bên Los Angeles nè, thấy không? Rồi, bây giờ anh em cứ để cái này nha, anh em đừng tắt nha, đừng có tắt cái ứng dụng này, không rồi nó sẽ bị mất cái này nha. Nó còn cái VPN nè, anh em vô lại cái game cho mình. Còn VPN, anh em vô lại game, mở Sam lên, qua server ha. Rồi, qua server của chúng ta. Ok, nó hơi lắc tí xíu anh em nha, đây, anh em bấm vô nha, nó hơi lắc tí xíu bởi vì đây là cái server ấy mà anh em click vô, play. Đó, thấy chưa? Anh em ta đã vào được game rồi. Đó, thì khi mà nó lộng vô đây là nó hơi lắc tí xíu anh em nha, bởi vì đây là cái IP bên nước Mỹ mà, nó không phải là của Việt Nam, cho nên là nó sẽ hơi lắc một tí xíu nhưng mà vẫn vào game chơi ok. Vô được game thấy không? Đó, mới đăng nhập vô cái account bình thường thấy không? Đó, đây anh em ạ, đây, anh em đã vào được trong game nha. Rồi thì vào trong game thì anh em cứ di chuyển bình thường thôi nè, cũng có 50 mấy người đang chơi phải không? Vào trong game anh em cứ di chuyển bình thường, không có bị vấn đề cả anh em ạ. Đó, chúng ta vẫn hoạt động bình thường nha. Đó, vẫn lên xe lái bình thường, nhưng mà lâu lâu á thì nó sẽ có cái hiện tượng như là nó hơi lắc một tí xíu, hay là những cái hành động của mình nó hơi chậm tí xíu. Thì anh em phải hiểu á là cơ bản là do cái IP này là nó không còn là IP Việt Nam nữa. Đó, chúng ta đã phân ke nó qua bên IP bên nước khác rồi, cho nên là cái ứng dụng này nó sẽ làm cái game nó sẽ bất ổn định tí xíu thôi, nhưng mà anh em vẫn có thể là warp bình thường, vẫn có thể là warp, vẫn có thể là đi làm nhiệm vụ bình thường, không có ảnh hưởng gì đến game của chúng ta, không ảnh hưởng đến cách chơi của anh em nha. Rồi, ok anh em, thì sau khi mà chúng ta không chơi game nữa mà thoát ra thì anh em thấy là nó vẫn có chữ VPN đúng không? Thì nếu mà vẫn còn VPN nè, anh em cứ click vô cái
cái biểu tượng của cái ứng dụng nha. Giờ anh em bấm vô cái vòng tròn này nè, bấm chữ bấm vô kêu là ngắt kết nối nha, em chọn ngắt kết nối một cái. Rồi là lúc này anh em thấy là trên đây nó không còn chữ VPN nữa nha. Đó, rồi anh em cứ thoát ra, anh em vô mạng bình thường nha. Đó, mình thoát ra nè, không giờ mình coi báo bình thường chả bị vấn đề hết. Thì y em nhớ là khi mà chúng ta chơi game hay gì hay là bị tình trạng mà vấn đề mà không vô được sao, anh em mới dùng cái cách này. Còn nếu mà anh em không chơi game nữa thì em thoát ra, anh em cứ bỏ cái VPN đi để chúng ta có thể một cái mạng nó trơn tru hơn để mà chúng ta lướt mạng hay là coi YouTube được kiểu nha. Rồi video mà đây là hết, anh em thấy video hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh, nhớ lít vô cái chuông để nhận được thông báo nhất khi mình ra video tiếp theo. Bây giờ thì máy bay và hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Yeah. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.